Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách ghép ghép cây, mà ở đây thì mình sẽ ghép cây quýt nhé. Mình sẽ ghép cây quýt lên cái gốc bưởi chua. Thì như các bạn thấy đấy, đây là những cái cây bưởi chua mình đã ươm để làm gốc ghép. Đây, hiện tại thì đây có một số là đang rất là bể này, nhưng mà đây là những cây này đã rất là to, rất là đẹp. Thấy đấy. Đấy, cây rất là to. Đấy, đã đủ tiêu chuẩn để đưa đi ghép. Sau đây mình sẽ tiến hành thực hành ghép cho các bạn. Và cái giống cây mình ghép là hiện tại là mình sẽ ghép cái cây quýt quýt đỏ, hay gọi là cây quýt chó. Cái lạ của nó rất là thơm nhé. Mình sẽ nấu thịt chó cho các bạn thấy. Đây, cây quýt mới được hơn 2 năm nhưng mà hiện tại quả của nó rất là sai. Rất sai quả đấy. 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 Đây là bé nhưng mà các bạn thấy quả rất là sai. Đây. Đây là những cái quýt của nhà mình. Đây là năm nay ra quả, bỏ năm đầu tiên. Nhưng mà quả nó rất là sai. Đây các bạn thấy đây. Đấy. Nó lại cho quả bỏ này. Các bạn có thể thấy đây này. Cái quýt chó, quýt đỏ. Đây, như cái này các bạn thấy. Cái rất là bé nhưng mà quả của nó thì rất là nhiều. Loại quýt này thì lá của nó lúc mà nấu làm thịt nướng hay là bỏ vào rất thơm, và quả của nó rất là đẹp, màu đỏ rất là đẹp và ngọt thanh, rất là dễ ăn. Đấy, các bạn. Và bây giờ mình sẽ thực hành các bạn cái cách ghép. Đây thì hiện tại của mình đấy, mình sẽ chuẩn bị thì ở đây thì mình có một cái cuộn giấy ni lông tự hủy, một cái kéo cắt, một cái băng keo điện, nhưng mà cái này thì đối với ghép này thì mình không cần phải dùng đến. Mình có cái dao ghép, cái này dao ghép này các bạn, nếu mà tốt nhất là các bạn mua cái loại băng inox nhé. Inox thì quá trình ghép thì nó sẽ không bị dỉ ghép và nó sẽ không ảnh hưởng tới nhiều tới cái. Còn các bạn nếu mà dùng dao bằng sắt thì quá trình ghép thì nó rất là dễ ảnh hưởng tới cây tại vì cây này tương đối là lợi. Và bây giờ mình sẽ các bạn sẽ tìm trên cái cây vị trí ghép thường là cách gục cây lên khoảng từ 25 đến khoảng 20 tới 25 phân nhé. Đấy. Hiện tại thì mình đã tìm được cái vị trí để mình ghép dàn ghép ra như đây nhé. Mình sẽ ghép tiếp mắt của nó vào đây. Hiện tại mình sẽ cho quan thấy này. Ở đây quan trọng thì ghép thì các bạn chỉ cần chẻ ở đây, tức là ở trên cái thân này các bạn bấm một đường. Đây mình sẽ cho các bạn thấy. Bạn chỉ cần một đường rất là nhỏ. Đấy, các bạn ấn xuống ngay. Đấy, các bạn chẻ thêm một chút vào đấy. Đấy, các bạn nhìn cái vị trí này đây, các bạn sẽ thấy nó có một cái chỗ hở thế này. Đấy, tiếp theo các bạn sẽ tìm cái mắt ghép để ghép đấy, thì các bạn chọn những cái cành mắt mà cái chồi của nó đã nhủ mâm ra đấy nhé. Như ở đây cái cành này, tại vì cây chỗ này thì cái canh của nó rất ít, nhỏ, nên các bạn tròn, các bạn chỉ cần thấy nó hơi nảy nảy lên thì các bạn tròn nhé. Đây thì mình tròn cho các bạn. Đó, các bạn phải mắt của nó này. Đấy. Và hiện tại đây
đã có một cái mắt ghép của cái cây cút chó. Sau đấy các bạn nhìn nhé, đấy thì các bạn sẽ đưa vị trí này vào đấy, và các bạn lúc mà để cái mắt ghép này, các bạn để ở vị trí của nó là 1/3 của cái bên vị trí các bạn vừa đặt nhé, để lúc quá trình nó liền thì cây nó sẽ liền nó nhanh hơn, ở cái phần giá này nó tiếp xúc vào đây nó nhanh hơn thì cây nó sẽ sống rất là nhanh hơn nhé. Đấy. Sau khi đã đặt như thế thì mình sẽ tiến hành quấn ni lông cho đoàn cây ghép này. Đây, đây các bạn cần đoàn giấy thế này. Và như các bạn thấy thì hiện tại mình đã hoàn thành cái cây ghép cây quýt đầu tiên. Đấy. Đó. Sau khi ghép xong thì nó sẽ có hình dạng thế này. Đấy. Sau khi ghép khoảng 10 tới 15 ngày thì các bạn có thể làm tiến hành khoan cắt cái vị trí đoàn cây các bạn nhé. Đây đây là hiện tại là một số cây thì mình đã ghép trước mà nó đã tới thời gian, hiện tại thì cái ghép thì nó đã liền và mình sẽ tiến hành cắt này. Đây, sau khoảng thời gian từ 10 đến 15 ngày thì bạn có thể tiến hành cắt những cái đoàn phía trên này để cho các cái chồi ghép nó bắt đầu phát triển nhé. Đây. Đấy, các bạn cắt trên vị trí đầu của những cây này đây. Đây. Đấy, những cái vị trí thế này mình đã ghép thì mình sẽ cắt nó như thế này. Đây. Hiện tại thì mình đấy, những cây này thì mình đã ghép ghép xong. Đấy.